Review kem xả khô moisture dành cho tóc khô sơ 250 ml giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Linh mua hàng chính hãng tại đây https://soten.az gạch chéo 7 alpha pap milano là thương hiệu mỹ phẩm tóc gắn liền với dòng thời trang cao cấp thừa kế những tinh hoa của nước Ý. Với đầy đủ các dòng sản phẩm chăm sóc tái tạo và tạo kiểu làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ sang trọng cho người phụ nữ dù họ ở bất cứ độ tuổi nào hay bất cứ nơi đâu, Alpha Pap Milano đã có mặt tại tất cả các salon tóc hàng đầu trên thế giới. Được các nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp và người dùng cao cấp ưa chuộng và sử dụng. Các sản phẩm của Alpha Pap Milano đều được chứng nhận chất lượng. Được thử nghiệm nhiều lần để đảm bảo hiệu quả sản phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review kem xả khô Moisture dành cho tóc khô sơ 250ml giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Đừng quên bấm like. Share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích kem xả khô Moisture dành cho tóc khô sơ thuộc dòng Moisture dành riêng cho tóc khô rối. Mất nếp với liệu pháp chăm sóc đặc biệt cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho tóc làm mềm sợi tóc ngăn ngừa khô, sơ dối, giúp tóc óng mềm, vào nếp tốt hơn. Sản phẩm không chứa sun phát và các chất gây dị ứng. An toàn cho da, thân thiện với môi trường, tương tự các dòng sản phẩm khác của thương hiệu Alpha Pap Milano. Dòng Moisture cũng sử dụng công nghệ mới thế hệ chăm sóc tóc chuyên biệt Urban Defense Pro giúp lớp màng bảo vệ khỏi các chất ô nhiễm. Sci-Fix Complex làm cho mái tóc sáng bừng sức sốn 24 giờ. Color Fix Complex là màng bọc UV và chống oxy hóa giúp tóc bền màu. Newchi Sugar là các phân tử bù ẩm và nuôi dưỡng tóc được chiết xuất từ mật ong. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: lấy một lượng kem vừa đủ bôi lên tóc, có thể sử dụng trên tóc ẩm hoặc khô. Sản phẩm không xả lại với nước. Bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi, quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng, đảm bảo chất lượng các bước mua sản phẩm như sau click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết lưu ý sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh